Kênh Nhân Quả Luân Hồi xin chào các bạn. Lần đầu tiên, đội ngũ admin xin cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh và tham gia các chương trình ấn tống. Rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những chương trình tiếp theo. Hiện nay, kênh đã có nhiều chương trình ấn tống cho các thành viên, cũng như rất nhiều phần quà cho các bạn tham gia vào cộng đồng Địa Tạng Bồ Tát, như kinh nghiệm ăn chay trường, chép kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, ấn tống bộ Mộc Luân, kinh Chim Sát, học bổng thuộc lòng kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, ấn tống kinh điển và rất nhiều các chương trình ý nghĩa khác. Trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tiếp tục cho ra nhiều chương trình ấn tống đặc biệt nữa để các bạn tiếp tục cùng chung tay giúp cho Phật Pháp phát triển bền vững. Đã là thành viên cộng đồng Địa Tạng, đầu tiên cần phải quy y với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Vì vậy, những thành viên đã tham gia cộng đồng nên phát nguyện quy y với Ngài. Có bạn hỏi rằng, quy y Tam Bảo rồi, có được quy y Bồ Tát Địa Tạng nữa không? Quy y Bồ Tát Địa Tạng rồi, có quy y Bồ Tát Quán Âm được nữa không? Đáp, các bạn có thể quy y hết tất cả ba đời mười phương Phật, Bồ Tát cũng đều được. Nội dung quy y phải thể hiện thành tâm, muốn quy y trọn đời trọn kiếp với Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Nếu các bạn chưa biết quy y thế nào, đội ngũ admin của kênh Nhân Quả Luân Hồi đã soạn sẵn để các bạn có thể dễ dàng hành trì. Quy y Địa Tạng Bồ Tát. Con tên, pháp danh. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng, giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng, xin được phát lời nguyện này. Con nguyện từ hôm nay, trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai, nhẫn cho đến ngày con thành Phật, con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai, nhẫn đến ngày con thành Phật, đời đời kiếp kiếp, con nguyện sẽ dùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ, khiến cho hết thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài rủ lòng đại từ bi, thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh rủ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sinh, mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí huệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi đều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Mình xin trích một bài viết của Diệu Nhi, một người bạn đồng tu, về Ngài Địa Tạng Bồ Tát như sau. Vì sao Diệu Nhi hết lòng muốn các bạn quy y Bồ Tát Địa Tạng? Các bạn biết đấy, trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giao hết chúng sanh sáu nẻo luân hồi cho vị Bồ Tát này và nói tất cả chúng ta đều phải quy y Ngài. Quy y Ngài, bạn có thể được thoát khỏi bị đọa lạc vào ác đạo. Hiện đời, nếu cảm được Ngài, thì số phận của bạn có thể thay đổi. Cuộc sống tốt đẹp, thân tướng trang nghiêm, tu tốt phước huệ khai mở, vô số quỷ thần thường theo hộ vệ, vân vân, vô số lợi ích lớn không thể nào kể hết. Tu tốt mạng chung sẽ được Ngài dắt về cung trời đao lợi, ở đó làm tiên nhân, tiếp tục tu tập, đợi Phật Di Lặc ra đời, thì lại sanh xuống nhân gian, được nghe Pháp, đắc đạo trong hội Long Hoa. Nếu không muốn đợi Phật Di Lặc, mà muốn đi vãng sanh cực lạc, Bồ Tát Địa Tạng cũng sẽ hộ niệm cho bạn, sớm được nhất tâm bất loạn, để sớm được vãng sanh. Chỉ ít,
nếu đọa ác đạo cũng được Ngài cứu hoặc được sanh vào cõi người. Thể lực của Ngài không thể nghĩ bàn, đức từ bi và oai thần của Ngài không thể nghĩ bàn. Đức Địa Tạng Bồ Tát vĩ đại của chúng ta chính là người mà Đức Phật hoàn toàn an tâm mà giao phó. Bởi vậy, trong tất cả các phần quà gửi đi, Diệu Nhi luôn gửi kèm một bản quy y này để các bạn quy y Bồ Tát mỗi ngày. Các bạn hãy trân quý món quà vô giá này nhé. Vậy các bạn còn ngại gì mà để lãng phí mất cơ hội ngàn vạn kiếp mới có được này? Ngay lập tức hãy đi quy y Bồ Tát Địa Tạng vĩ đại của chúng ta đi ạ. Om ha ha ha, Om Sam Mo Di So Ha.